Đèn EDC mini, đèn LED mini. Đèn này là siêu sáng luôn các bạn nha. Siêu sáng rất là ấn tượng. Nhưng mà không biết thì hàng như thế nào. Để coi các bạn ha. Này hàng của nước ngoài gửi các bạn nha. Phí ship thường là ở nước ngoài là 44.000 các bạn ha. Hoặc là có những cái sản phẩm trên Lazada, một số nhà bán hàng họ thừa dịp giảm giá đó. Giảm giá sản phẩm nhưng mà cái phí ship thì nó lại tăng lên, thường là phí ship là 20.900 đồng nhưng mà họ tăng lên thành 44.000, mình tính qua tính lại nó cũng vô vô đó à. Thì sản phẩm nước ngoài thì không có mấy cái thẻ bảo hành các bạn ha, mà cho phép đổi trả. Hàng này là hết hàng rồi các bạn nha, cái sản phẩm này là sản phẩm cuối cùng ở trong cái shop mà mình mua nè. Rất là ấn tượng khi mà mình biết được cái những cái tính năng của nó. Đây, chống nước IP65 các bạn ha. Rồi mình sẽ test trong tối nay, test với cái đèn hôm trước mình vui cho các bạn xem. Mình sẽ test với cái đèn này. Rồi, một lát là mình sẽ test thêm cái phần tiền các bạn ha. Đây, lát mình test thêm cái phần mà nó có cái đèn mà soi tiền giả các bạn. Mình sẽ test luôn. Cái đèn này thì mình sẽ giữ mình xài. Wow. Mình nghĩ nó khá là nặng các bạn nha. À, cái này khả năng là có bám bằng tay các bạn ha. Wow, khá là nặng các bạn ha. Quá wow, ok. Nhìn rất là bóng lưỡng các bạn nha. Này rất là chắc chắn. Khá là nặng, khoảng tầm 100 mấy gram, mà 100 mấy gram ha. Cái đèn này thì dành cho những cái bạn mà chúng ta dùng đi chạy xe đó các bạn, chạy xe Grab hay là chạy taxi rồi ha, thì nó rất là thích hợp với mấy bạn đi phượt. Nó có 5 chế độ các bạn nha, 5 chế độ 1 lít, có nghĩa là lít một cái là nó sẽ chạy qua 5 chế độ. Còn lít lít đúp thì nó có 4 chế độ. Giờ mình lít để thử cho các bạn xem ha. Mình lít trước một cái nha các bạn nha, mình lít một cái nè. Rồi mình lít trước một cái các bạn ha. Đây là cái gì ta? Đây là hết pin rồi. Rồi chắc hết pin nữa các bạn ơi. Mình ăn ăn liên tục hết pin rồi. Rồi mình phải sạc pin thôi. Cứ tưởng đâu họ hỏi rồi, họ sạc cho mình sẵn không sao. Giờ mình sạc thôi. Rồi ở video sau mình sẽ test cho các bạn xem luôn ha. Test cho các bạn xem về cái soi tiền giả là cái đèn hai cái đèn nhỏ đây. Rồi tiền giả, và mình test cái video mà mình sẽ review cái đèn này và cái đèn này các bạn ha, hai cái đèn này Nico Tubi nè. Cái này hàng nhập hết các bạn nha, cái này khá là nhẹ. Nếu mà kiểu thiết kế thì mình thích cái mẫu này hơn. Còn nếu mà về cái đồ gọn thời trang thì mình thích cái này. Về cái đồ nhỏ gọn các bạn ha. Rồi thì mình so với cái cục pin lớn nè. Cái đèn này thì nó tương đương với cái cục pin lớn các bạn ha. Nó nếu mà về cái chiều, nó bằng 1.5 các bạn ha. Kích thước để coi, mình coi cái chiều cao nó coi. Chiều cao nó thì nó phải bằng nửa cục pin thôi. Đó. Mình cho các bạn xem ha. Ok, các bạn thấy không? Cái này thì nó nhỏ mỏng hơn nè. Mỏng nhỏ hơn ha. Rồi bây giờ mình sạc đó bạn. Mình sẽ chia sẻ cái video sau đi nha. Video test sau đi, mình tính đem tiền sẵn mình test luôn đó mà cuối cùng là không có pin.
À, xin chào các bạn nha, hẹn các bạn video sau.